cái ngã tư gần cái chợ Sa Đâm Cô nha các bạn. Này này mình đi quay về hướng chợ Sa Đâm Cô nè bạn. Chợ này chợ Sĩ các bạn. Đó mình đi một vòng với bạn tôi. Rất là nhiều luôn á, rất là nhiều nông sản. Các bạn nào làm về nông sản thì giấy nha, thì có rau nè, rau cải nè, rau cải làm đẹp quá. Rất là nhiều. Hôm nay là do là có lễ nên là nó ít hơn mà thường rất là đông. Đây là như bên đây là rau với củ là nhiều, phía bên kia sẽ là quả nhiều. Đây là hành, mà thấy họ đi buôn rau mà họ đi xa hơi không? Thì mình làm chết bà luôn, đi xe máy. Đây. Này là mà mình quay mới cái lề đường nha bạn. Đây là mới cái lề đường thôi. Chưa phải là này vô trong nha bạn. Lát mình quay vô trong nha bạn. Rất là nhiều luôn á.
xíu nha bạn. Bạn ở đây này các bạn là rau củ quả nhiều nha bạn. Đấy, củ quả nhiều, bên kia rau không ạ? Còn cái cây này đi chuột này. Đấy. Clip này để cho các bạn thấy là ở đâu nó cũng có những cái hoàn cảnh nó khó khăn. Việt Nam mình cũng vậy, bên đây cũng vậy, nhưng mình thấy họ vất vả thì mỗi chúng ta đều phải nỗ lực phấn đấu các bạn, phấn đấu vượt lên. Chuối người ta bán vậy đó bạn, đấy bán buồn đấy, hy vọng thì coi được tiếp theo hoa quả là nó nằm hoa quả đây nè, chuối đó bạn thấy không, đó chuối người ta bán vậy đó, đây là khu bán trái cây các bạn, ở trái cây thì nó ở cái đường mà Ngô Gia Thông á. Thẳng thì nó đi qua cái chợ tí là nó có cái đường về phải là nó thu nó bán toàn trái cây không em ạ. Còn mà đường mà chỗ Ngô Gia Thông là về phải là đường này, đó này sẽ bán chủ yếu rau quả là nhiều, rau là nhiều. Đó, năm nay xong chợ bán cái đồng nó nhiều rồi. Tính qua cho bạn xem cái chỗ bán trái cây nhưng mà cây bữa nay nó dễ hết trơn.
rau quả ở đây á, ở Việt Nam mình cung cấp ở đây là cái đó chỉ là khoảng 2-300 tấn và còn lại là nhập khẩu của Trung Quốc các bạn. Giới thiệu bạn đây là cái bệnh viện Thăng Long Hà Nội nha. Đấy, mình thấy không? Thăng Long Hà Nội là bệnh viện của Việt Nam mà. Chợ ngay khu này nó có cái đường bệnh viện Thăng Long Hà Nội. À, mình sẽ đường về mà, nghĩ kiếm cái gì mình ăn tối á. Đây giờ này chắc là ăn hủ tiếu thôi chứ cũng có gì ăn. Đây là cái Olympic nó vẽ lên đây mà mình không quên mất lại, nhớ như nào mình nhớ chỉ là gọi là cái đây là cái khu chợ Sa Lâm Cô thôi. Về mình quay luôn cái đường phố cho bạn xem luôn. Gì hả? Bự không?
chợ Saramco là có chợ rẻ nhất các bạn, mà mua tất cả dịch rẻ lắm. Ví dụ như một cái xoài thì ở chợ bình thường bạn mua 3.500, ở chợ Saramco bạn mua 2.000 thôi nha bạn, 2.000, 2.500, nó tùy cái mức, thì nó có cái giá rẻ hơn. Thì chợ nó là chợ đầu mối nè. Điện thoại của bắp nữa, chứ không phải là điện thoại gì.
tiêu là cô chủ bao tiêu đều tiêu 5 vàng em bạn. Này là quán bán hủ tiếu với lại cơm chiên đồ lề đường bạn, mình hay ăn quán này lắm, đi về hay ăn quán này. Đang chờ. Đây, đem lon lại cô ạ.